Thưa quý vị khán giả, trên màn hình quý vị đang thấy lúc này là 1,6 kg ma túy mà lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh Bạc Liêu đã bắt quả tang khi một nhóm đối tượng đang tham gia vận chuyển. Điều đáng nói là các đối tượng này đã lợi dụng xe luồng xanh để tổ chức vận chuyển mua bán ma túy trái phép. Các lực lượng chức năng đã đồng thời thu giữ được nhiều tang vật liên quan khác. Trước đó vào khoảng 0 giờ 15 phút ngày 18 tháng 8, bằng các biện pháp nghiệp vụ, phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh phối hợp chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 đặt tại xã Vĩnh Phú Đông, huyện Phước Long đã tiến hành dừng và kiểm tra xe ô tô biển kiểm soát 51D65314. Kiểm tra phương tiện, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 3 đối tượng cùng 4 bịch ni lông chứa các khối tinh thể màu trắng và 7 viên nén màu hồng nghi là ma túy với tổng trọng lượng trên 1,6 kg, số tiền gần 45 triệu đồng. Hai sổ tay có ghi chép các thông tin liên quan hoạt động mua bán trái phép chất ma túy cùng một số tang vật khác có liên quan. Qua làm việc với cơ quan công an, đối tượng Nguyễn Quốc Duy khai nhận cùng với hai người bạn của mình là Nguyễn Văn Nghị và Phạm Thị Mai sử dụng xe có đăng ký luồng xanh hỗ trợ phòng chống dịch để xuống thị trấn Phước Long, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu giao ma túy với giá là 20 triệu đồng. Thưa quý vị, những ngày cuối tháng 6, thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức tiêm vaccine AstraZeneca cho khoảng 1 triệu người, gồm công nhân tại các khu công nghiệp, nhân viên, viên chức của các công ty, cơ quan tổ chức ban ngành trên địa bàn. Cho đến nay, thì những người đã đến hạn tiêm vaccine mũi 2 khi nào sẽ được tiêm? Tiêm ở địa phương hay theo đơn vị như lần trước là câu hỏi được rất nhiều người dân quan tâm. Thực tế, theo hướng dẫn của Bộ Y tế, khoảng cách giữa hai liều vaccine AstraZeneca là từ 8 đến 12 tuần. Những người tiêm mũi 1 vaccine AstraZeneca vào những ngày cuối tháng 6 tại thành phố Hồ Chí Minh thì hạn cuối cùng sẽ rơi vào những ngày cuối tháng 9. Ngoài ra, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cũng đã có những kế hoạch triển khai tiêm vaccine tại thành phố trong thời gian tới. Cụ thể, thành phố Hồ Chí Minh đã có kế hoạch từ 15 tháng 8 đến 15 tháng 9 phải có 15% người từ 18 tuổi trở lên được tiêm mũi 2. Việc triển khai tiêm vaccine tại thành phố trong thời gian tới phải dựa vào nguồn vaccine do Bộ Y tế phân bổ. Vaccine về tới đâu, thành phố lên kế hoạch tiêm đến đó. Trong đó, những loại vaccine như là AstraZeneca, Moderna, Pfizer phải chờ nguồn từ Bộ Y tế phân bổ. Riêng nguồn vaccine Verocell, thành phố đã có thể chủ động được. Hiện nay, thành phố Hồ Chí Minh còn gần 500.000 liều vaccine Verocell trong tổng số 1 triệu liều được triển khai từ ngày 13 tháng 8. Ngoài ra, địa phương này hiện còn 1 triệu liều vaccine Verocell đang chờ Bộ Y tế kiểm định. Vâng, cũng theo Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, hiện danh sách các đối tượng được tiêm mũi 2 đã được cập nhật lên hệ thống của Sở Thông tin và Truyền thông. Sau đó, Sở này sẽ gửi danh sách này về các đơn vị địa phương để tiến hành tiêm vaccine cho người dân. Thưa quý vị, mới đây Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản gửi Sở Giao thông Vận tải các tỉnh, thành phố công bố hai số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận thông tin về vận tải đường bộ. Cụ thể, số điện thoại tiếp nhận thông tin và hướng dẫn giải đáp các nội dung liên quan đến hoạt động vận tải bằng ô tô phản ánh theo số điện thoại 0886-016-640. Số điện thoại tiếp nhận thông tin và hướng dẫn giải đáp về an toàn giao thông, điều tiết phân luồng giao thông là 0916-608-085. Theo đó, hai số điện thoại đường dây nóng sẽ giải đáp thắc mắc, tháo gỡ vướng mắc trong quá trình vận chuyển hàng hóa của doanh nghiệp, người dân, giải đáp kịp thời khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, người điều khiển phương tiện trong quá trình vận chuyển hàng hóa. Thưa quý vị, liên quan đến công tác hỗ trợ người lao động gặp khó khăn vì đại dịch COVID-19, mới đây thì Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội đã có hướng dẫn về thủ tục xác nhận để lao động tự do hưởng hỗ trợ 1,5 triệu đồng một người theo nghị quyết số 68, đặc biệt là lao động không có giao kết hợp đồng lao động, có nghĩa là lao động tự do, chỉ cần làm thủ tục tại chỗ, không cần phải về quê để xin xác nhận của nơi đăng ký thường trú. Cụ thể, người lao động có thể lập hồ sơ bao gồm giấy đề nghị hỗ trợ theo mẫu, bản photo sổ hộ khẩu hoặc giấy xác nhận tình trạng cư trú. Trong trường hợp nơi tạm trú và nơi thường trú không cùng một xã, người lao động không có giao kết hợp đồng lao động, nghĩa là lao động tự do, chỉ cần làm thủ tục tại chỗ, không cần phải về quê để xin xác nhận của nơi đăng ký thường trú. Sau đó, người lao động có thể lập hồ sơ gửi đến Ủy ban Nhân dân cấp xã phường nơi cư trú hợp pháp sau ngày 15 hàng tháng bằng một trong các hình thức trực tiếp, email, bưu điện, trực tuyến. Thời gian gửi hồ sơ xét duyệt chậm nhất ngày 31 tháng 1 năm 2022. Thưa quý vị, theo thống kê, tới ngày 12 tháng 8, thì các quận huyện đã phê duyệt chi trả cho 5.170 lao động tự do với kinh phí 7,75 tỷ đồng. Việc hỗ trợ cho nhóm này đang gặp nhiều khó khăn do giãn cách xã hội. Nhiều lao động tự do cũng không có đăng ký tạm trú để được vào danh sách hỗ trợ. Thưa quý vị, trong chương trình bảo tồn các loài rùa nguy cấp của Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành, Bình Định có 2 điểm được chọn làm nơi bảo vệ, phục hồi sinh cảnh, bãi đẻ cho các loài rùa biển. Và mới đây thì đã có 53 chú rùa biển đã chào đời tại Bình Định.
Đây là những chú rùa con được nở từ ổ rùa biển đầu tiên đã được tổ chức cộng đồng bảo vệ nguồn lợi thủy sản xã Nhơn Hải di dời và bảo vệ vào ngày 30 tháng 6. Ổ trứng gồm 98 quả, 53 cá thể rùa còn sống và bò xuống biển, 14 cá thể bị chết ngạt trong quá trình ngoi lên khỏi mặt đất và 31 trứng bị thối. Như vậy, tỷ lệ nở thành công đạt 54%. Việc ổ trứng đã nở với tỷ lệ thành công cao đã tạo động lực cho các bên tham gia cùng chung tay bảo tồn rùa biển. Hoạt động này đã lan tỏa niềm vui và xen lẫn niềm tự hào của chính quyền và cộng đồng dân cư xã Nhơn Hải. Vâng, điều đáng nói đây là lần đầu tiên việc thực hiện di dời ổ trứng được thành công tại Bình Định. Những năm trước đó thì tổ tình nguyện viên bảo vệ rùa biển xã Nhơn Hải đã từng thực hiện nhưng mà thất bại. Thành công này đã gieo niềm hy vọng mới với tình yêu thiên nhiên nói chung và rùa biển nói riêng trong tâm trí của mỗi người dân nơi đây. Ở những chương trình nông thôn chuyển động trước thì chúng ta đã bàn rất nhiều về các cuộc hồi hương của người dân lao động xa quê khi mà thành phố lớn của cả nước là thành phố Hồ Chí Minh đang là tâm dịch COVID-19 trong đợt dịch thứ tư này. Và hiện nay thì số lượng người dân hồi hương từ các vùng dịch ở miền Nam ra miền Trung rất lớn chỉ sau một thời gian ngắn thôi ạ. Vâng, vẫn biết rằng nếu về quê thì nguy cơ lây lan dịch bệnh là khó có thể tránh khỏi. Nhưng ở lại thành phố, việc không còn lương, không có lương thực thực phẩm thì cạn kiệt. Cực chẳng đã thì mới nghĩ tới cách quay trở về quê hương mà thôi, nơi chôn rau cắt rốn của mình. Tuy nhiên áp lực từ lượng người quá đông quay trở về quê cũng như là sự bị động trong khâu đón tiếp, sắp xếp người hồi hương cách ly đã khiến nhiều địa phương cũng đang gặp rất nhiều lúng túng. Vâng, tuy nhiên thì đây cũng là cái giai đoạn quan trọng để chúng ta đưa ra rất nhiều những cái giải pháp thích hợp, vừa kiểm soát được chặt những cái người về từ tâm dịch, lại vừa khoanh vùng truy vết nhanh các ca nhiễm trong cộng đồng, tất cả với mục tiêu thu hẹp vùng đỏ và mở rộng vùng xanh, đảm bảo vùng xanh phải thực sự an toàn. Tại Nghệ An, trước khi công dân từ vùng dịch về quê, buộc phải báo cho người thân lên trạm y tế khai báo. Khi về đến địa phương, họ được đưa thẳng vào các khu cách ly tập trung. Tại những khu cách ly tập trung này, sẽ được giám sát chặt chẽ, không để xảy ra tình trạng lây nhiễm chéo. Ban chỉ đạo huyện cũng đã thành lập 6 đoàn kiểm tra để đi kiểm tra công tác chỉ đạo dịch, trong đó là chú trọng kiểm tra công tác cách ly tập trung tại các xã, nhất là để rồi kiểm tra xử lý nghiêm cái việc công tác điều hành để tránh lây nhiễm chéo tại các cái khu cách ly, nhất là nếu xảy ra cái vi phạm buông lỏng. Nghệ An cũng thành lập hàng nghìn tổ Covid cộng đồng, thực hiện phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, kịp thời phát hiện các trường hợp ra vào địa bàn, giám sát trường hợp cách ly tại nhà. Đánh giá cái tình hình thực hiện của tổ Covid hàng ngày. Bây giờ đã có cái cơ chế đánh giá hoạt động của tổ Covid hàng ngày. Cùng với đó thì cũng kịp thời phát hiện ra những cái vấn đề ở cơ sở, ở dân cư mà tổ Covid cộng đồng có cái kiến nghị, có cái đề xuất cần phải xử lý, cho nên mọi vấn đề có thể được xử lý ngay từ khi mới nảy sinh. Dù Nghệ An, Hà Tĩnh có kế hoạch phòng chống rất sớm, áp dụng các biện pháp kiểm soát số người hồi hương, thế nhưng không ít trường hợp ý thức chấp hành quy định của người dân rất kém. Vì vậy, khi xuất hiện các ca F0 trong cộng đồng, lực lượng chức năng đã phải ngay lập tức vào cuộc ngăn chặn sự lây lan. Đầu tiên là cái việc tầm soát phải điều tra và làm rất nhanh chóng, kịp thời truy vết kịp thời các cái trường hợp F1 và F2 liên quan để khoanh vùng cách ly. Vấn đề thứ hai, khi xác định được cái các cái trường hợp F1, F2 thì tiến hành cách ly, giãn cách xã hội ngay kịp thời và thực hiện theo đúng quy định. Song song với kiểm soát dịch bệnh, chính quyền sở tại cùng người dân địa phương hỗ trợ hàng ngàn tấn lương thực thực phẩm và tiền mặt nhằm giúp đỡ những người hồi hương sớm ổn định cuộc sống. Tỉnh Nghệ An hỗ trợ là khẩn cấp cho 2.000 hộ, mỗi hộ 1 triệu đồng, và cũng đang đề nghị hội doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục ra soát những trường hợp khó khăn để có hỗ trợ những đợt tiếp theo. Trên tinh thần là cùng chung tay để hỗ trợ bà con để làm sao có cuộc sống yên tâm để ở lại, thực hiện cái chủ trương phòng chống dịch, không di chuyển ra khỏi vùng cách ly theo quy định của chính phủ. Đưa ra kịp thời các chính sách hỗ trợ cho người hồi hương cũng là một trong những khâu quan trọng của công tác phòng chống dịch COVID-19. Đặc biệt, để không chủ quan lơ là, trong đợt dịch lần này, tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh đã đình chỉ công tác 6 bí thư, chủ tịch phường, xã do buông lỏng công tác phòng chống dịch bệnh. Đây là sự nghiêm túc cần thiết để người dân thêm niềm tin, góp phần chung tay cùng chính quyền lập được những vùng xanh an toàn. Không chỉ riêng tại Nghệ An mà rất nhiều địa phương khác là vùng xanh, họ cũng đang có những biện pháp để nỗ lực giữ gìn vùng xanh an toàn. Vâng, trong đó thì phải kể đến những chốt chặn đã được lập lên để kiểm soát người ra vào khu vực.
đối với những người ở trong khi ra ngoài để đi làm phải xuất trình giấy tờ chứng minh, đồng thời cam kết phải có lịch trình trong ngày để cán bộ phòng chống dịch ghi lại vào sổ, qua đó giúp truy xuất nhanh chóng. Với những người bên ngoài, trừ các lực lượng chức năng đều không được vào vùng xanh này. Tất cả đồ dùng phương tiện khi vào vùng xanh sẽ được xịt khử khuẩn nhằm đảm bảo an toàn. Vâng, và có một cái việc rất là đáng hoan nghênh, đó là tuy rằng cái việc mà chúng ta đi lại chúng ta phải xuất trình ra rất là nhiều những cái giấy tờ rườm rà và cũng khiến cho chúng ta phải mất nhiều thời gian hơn. Tuy nhiên thì người dân thì đều rất đồng tình với cách làm này, nhờ vào việc thực hiện nghiêm các cái biện pháp phòng chống dịch mà vùng xanh của họ sẽ được đảm bảo an toàn và góp phần ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh.